Rồi các bạn ơi, ở trên lớp các học bạn học đến bài nào rồi? Ở trên lớp học đến bài nào rồi? Hả? Ủa ngày mai học đến sao? Tức là đuổi kịp, gần kịp mình rồi. Đấy. Thế thì xem nào. Các bạn muốn hôm nay thì chắc chắn là phải chữa bài rồi, củng cố thêm về gia tốc một chút. Các bạn muốn học bài mới luôn không? Tại vì khả năng là phải chắc là phải học bài mới đấy. Thì không thì trên lớp đuổi kịp mất nhá. Chúng ta sẽ học chữa bài tập đã nhá, chữa bài tập về nhà đã nhá. Đấy, hiện giờ là bài tập về nhà anh Tuấn đang chấm à? Lộc làm chưa hả? Mấy bài không biết làm, nộp cho anh Tuấn xem nào. Nào các bạn nộp bài tập về nhà đi cho anh Tuấn trợ giảng chấm. Đấy, nhóm ngày mai thì cho anh Thành chấm trước. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học bài tập, học chuyên đề mới trước rồi quay lại cái phần kia sau, bởi vì cái phần bài mới và cái bài cũ nó lại liên quan đến nhau các bạn ạ. Nhớ, bài mới với cả bài cũ nó lại liên quan đến nhau, được chưa? Đấy, thế thì bây giờ các bạn cùng chú ý đây nhá. Đấy. Chúng ta ghi đây, hôm nay chuyên đề hôm nay là chuyên đề mấy nhỉ? Chuyên đề 6 á. Chuyên đề 6 đúng không? Đấy. Đấy, cho thêm một cái đường kẻ đi viết cho nó đẹp nhá. Chuyên đề 6 có tên là rơi tự do. Đấy, rơi tự do. Đấy, chuyên đề 6 rơi tự do. Thì thực ra cái rơi tự do này ấy, thầy cho các bạn học là nó liên hệ trực tiếp đến cái bài chuyển động biến đổi gia tốc, bởi vì hai cái bản chất cái này nó chẳng khác gì nhau cả nhở. Đấy, thế thì mình chú ý đến đây, mình học hai bài này xong mình ôn tập một thể là vừa kịp là thi giữa kỳ đấy nhá, vừa kịp luôn. Đấy, một chút nha, chúng ta sẽ ghi rơi tự do. Một La Mã đấy, rơi tự do là gì đúng không? Một La Mã rơi tự do là gì? Một La Mã rơi tự do đấy là gì? Đấy nào, nào chúng ta cùng định nghĩa rơi tự do nhá, định nghĩa đấy, đánh dấu số cộng thứ nhất để dấu sao thứ nhất, được sao thứ nhất định nghĩa. Rơi tự do là quá trình chuyển động của một vật, là quá trình chuyển động của một vật khi chỉ chịu tác dụng của trọng lực, khi chỉ chịu tác dụng khi chỉ chịu tác dụng của trọng lực nhá, khi chỉ chịu tác dụng của trọng lực. Mở ngoặc. Hoặc có lực khác, hoặc có lực khác nhưng không đáng kể. Đấy, hoặc có lực khác nhưng không đáng kể. 6 rưỡi Tuấn sẽ báo lên nhóm để báo thẳng nhóm phụ huynh luôn nhé, là bạn Bách chưa tới nhé. Thế thì ở đây có một cái thí nghiệm này nó rất là thú vị các bạn ạ, để nó nói về cái trường hợp rơi tự do này. Đấy, nó có một cái thí nghiệm của ông gọi là ông hình như không nhầm là ông Galileo hay ông Newton nhỉ, không nhớ nhỉ. Bây giờ các
các bạn bình thường nhé, ví dụ bình thường đấy. Khi các bạn ở cùng một độ cao, ở cùng một độ cao nhé, bình thường ở cùng một độ cao, các bạn thả một chiếc lá này, thả một chiếc lá hay là một sợi lông, với cả thả một hòn sỏi hay hòn bi sắt chẳng hạn, hòn bi sắt chẳng hạn, ở cùng một độ cao, các bạn thả xuống, thì các bạn nghĩ là cái nào sẽ rơi xuống đất trước? Ừ đúng rồi, đây là cái rất bình thường đúng không? Thì hòn bi sắt sẽ rơi xuống trước, đấy, sẽ xuống trước. Nhưng trong cái rơi tự do ấy các bạn, nó rất là thú vị là trong cái rơi tự do thì hai thằng này nó rơi như nhau luôn. Đấy, cái thí nghiệm của ông Galilei nhá, mình gọi là thí nghiệm của ông Galilei, là ông ấy cho hai cái này nó rơi cùng nhau luôn. Thì ông ấy chỉ việc loại bỏ tất cả các lực khác, chỉ cho duy nhất cái gì thôi? Trọng lực. Đấy, trọng lực là gì các bạn biết không? À, lực hút của gì? Đúng rồi, trọng lực chính là lực hút của trái đất. Bạn không biết thì có thể ghi lại là lực hút của trái đất nhá. Đấy. Còn bình thường. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ để thầy sẽ sớt thử nhá, xem có cái thí nghiệm đấy không? Quên mất, đáng lẽ phải chuẩn bị trước này. Thí nghiệm về rơi tự do. Đây, đúng không? Thí nghiệm của chơi rơi tự do đấy, các bạn nhìn này. Có nhá. Đây, thí nghiệm ông Newton các bạn. Đấy, ông Newton. Đấy, ông Newton thì ông ấy đấy, nhìn này. Đấy. Ngoài tự nhiên nhá. Đấy các bạn thấy không? Ngoài tự nhiên này. Sao cái này không bóng to được nhỉ? Đấy các bạn nhìn này, thấy chưa? Cái nào rơi xuống trước? Nó là hòn bi đúng không? Đấy. Nhưng mà cái thí nghiệm này đợi thầy một chút để xem là tại sao nó bị bóng to, nó bị lỗi. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, thí nghiệm nó chỉ đơn giản nha. Đây. Các bạn nhìn nhá. Đầu tiên tôi thả ở môi trường bên ngoài đúng không? Đấy. Thấy cái gì chưa? Bạn thấy chưa? Trong cái này là gọi là cái bình này người ta hút hết khí ra. Trong nó chỉ là chân không thôi. Chân không là không có cái gì cả. Các bạn hiểu không? Đấy thì nhìn này, các bạn nhìn này. Hòn bi với cả hòn bi sắt với cái sợi lông này rơi như nhau. Đấy thì cái thí nghiệm nó chỉ đơn giản như thế thôi. Đây. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy rơi như nhau không? Đấy. Như vậy thì chúng ta có cái kết luận gì đây? Các bạn nhìn kỹ này. Đấy. Cái này rơi chán rồi. Đấy. Như vậy là ở điều kiện bình thường thì hòn bi sắt rơi xuống trước do lý do là sao? Lý do, chúng ta giải thích lý do. Lý do à. Chiếc lá chịu tác dụng của gì? Của cái gì mà nó rơi xuống chậm thế? Của cái gì các bạn nhỉ? Lực gì nhỉ? Lực cản của không khí đúng không? Của không khí, lực cản của không khí. Đấy. Đúng không? Đấy. Thế thì trong thí nghiệm đấy, của Newton, đấy, trong thí nghiệm của Newton. Trong thí nghiệm của Newton, Tuấn anh nghĩ là tắt điều hòa thì cũng được, không thấy không? Trong thí nghiệm của Newton, tắt điều hòa đi. Mở cửa ra tại vì hôm nay cảm giác nó hơi lạnh rồi. Trong thí nghiệm của ông Newton thì trong thí nghiệm của ông Newton thì các bạn thấy vấn đề nó làm sao? Nó là trong thí nghiệm của ông Newton các bạn ghi là môi trường chân không. Môi trường chân không tức là môi trường nó không có cái gì cả đúng không các bạn? Môi trường chân không, không có cái gì cả. Thế thì điều gì sẽ xảy ra? Không có lực cản đúng không các bạn? Trong chân không thì không có lực cản. Đấy, không có lực cản. Nên suy ra hai vật rơi như nhau. Hai vật rơi như nhau. Được chưa? Đây bạn nào đã được nhảy dù chưa? Đúng không? Đã được nhảy dù bây giờ chưa? Chưa đúng không? Đấy, rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ, một là định nghĩa này, hai là tính chất này, đánh dấu sao tính chất. Đấy, tính chất. Nào về vệ sinh lại cái điều hòa xem thôi. Tính chất. À, rơi tự do. Rơi tự do. Trong các loại chuyển động mà thầy đã dạy, các bạn thử trả lời cho thầy rơi tự do nó thuộc loại nào?
nhanh dần đều, chậm dần đều hay là chuyển động thẳng đều, đúng không? Các bạn tưởng tượng một cách bình thường thôi, có phải càng rơi thì càng nhanh không, càng rơi càng nhanh không, đúng không? Dù mình chưa rơi bao giờ đấy, nhưng mà mình thả một vật mình nhìn cũng nhìn thấy rồi, có bao giờ thả một vật gì ở trên cao xuống không, có phải là càng ấy là càng nhanh không, đúng không? Đấy, mình sẽ là ghi ở đây nó là gì, nó là chuyển động nhanh dần đều, chuyển động nhanh dần. Thực ra là theo cảm giác nhá các bạn nhé, theo cảm giác nó là chuyển động nhanh dần, còn thực ra các bạn không biết là nó có đều hay không, đúng không? Nhưng mà tôi chúng ta chấp nhận luôn nó là chuyển động nhanh dần đều, tức là tốc độ nó cứ tăng dần đấy, chuyển động nhanh dần đều, được chưa? Đấy, chuyển động nhanh dần đều và bằng thực nghiệm, đúng không? Bằng thực nghiệm người ta sẽ đo được đấy. Đấy, mở ngoặc là đã chứng minh bằng thực nghiệm, đã chứng minh bằng thực nghiệm, đã chứng minh bằng thực nghiệm. Đúng Rồi, báo bạn Bách 3:30, đúng rồi, đúng rồi. Ok chưa? Hiểu vấn đề chưa? Hiểu hiểu cái câu chuyện của ấy chưa các bạn? Đấy. Nhá, ấy chia sẻ cho các bạn đúng không? Đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2. Nào, hai nhỏ, hai la mã. Bây giờ lý thuyết thì nó đơn giản thế, xem thì cũng xem rồi, đúng không? Đấy. Trong thực tế chúng ta ví dụ chúng ta thả rơi một hòn bi, một viên phấn, một cục gạch, kiểu như là cái lực cản của môi trường nó quá nhỏ thì nó cũng coi tạm coi là rơi tự do, được chưa? Thì bài tập tí nữa các bạn sẽ thấy bài tập nó rất là dễ ở những cái phần lý thuyết, nó chỉ cho vài cái rơi thôi, xong nó hỏi cái nào ở đây là rơi tự do đấy, rất là nhẹ nhàng như vậy. Rồi chúng ta sẽ đến hai la mã các bạn nhé, hai la mã đó là phương trình rơi tự do. Nào, đố các bạn biết, đố các bạn biết muốn lập được phương trình rơi tự do thì mình phải làm cái gì đây? Mình phải làm gì? Muốn lập được phương trình thì mình bước một mình phải làm gì? Quên hết rồi đấy, ôn tập đấy. Bước đầu tiên phải chọn gì biết không? Trước khi làm phải chọn, chọn gì? Hệ quy chiếu, nhớ chưa? Cứ bất cứ một cái chuyển động nào muốn ra phương trình, muốn ra cái gì em phải chọn hệ quy chiếu nhá. Chọn hệ quy chiếu thì nó gồm có hai cái, bước một là chọn gốc tọa độ, đúng không? Chọn gốc tọa độ, gốc tọa độ và chiều, chiều dương. Đấy, gốc tọa độ và chiều dương. Đấy, gốc tọa độ và chiều dương. Cái bước thứ hai là chọn gốc thời gian, mốc thời gian. Chỗ này thầy có bổ sung thêm một chút cho ở cái phần tính chất của rơi tự do nhé, là chuyển động nhanh dần đều là đúng rồi này, nhưng các bạn nhớ là cái phương chuyển động nó sẽ là phương thẳng đứng, thầy quên đấy, phương thẳng đứng. Và chiều thì làm sao, rơi thì phải sao, chiều làm sao, từ dưới lên trên, lên trên xuống dưới. Thả rơi tự do thì phải chiều từ trên xuống dưới nhá, chiều từ trên xuống dưới, chiều từ trên xuống dưới. Tuần sau là Lê Văn Thiêm thi rồi nhỉ? Tuần sau là Lê Văn Thiêm thi rồi gì? À, thi 10 môn chính rồi gì? Tuần sau thi toán. Thế lý thi chưa? Làm được không? À, 7,5. Sai lý thuyết. Đấy, như vậy học chưa cẩn thận. Tức là bài tập thì biết làm,
Nhưng mà lý thuyết thì lại lùng sai trắc nghiệm hay là sai với cái phần đấy à? Đấy, như vậy là lần sau phải chủ động xin đề nhá. Ví dụ em bảo em sắp kiểm tra rồi, thầy tăng cường cho em thêm mấy cái đề đúng không? Đấy nào, các bạn đã hiểu đoạn này chưa? Đấy nhá. Bây giờ này, bây giờ mình sẽ đi vào gọi là cái gì nhỉ, gọi là cái bài toán nhé, cái bài toán của phương trình giới tự do này. Cái bài toán này hơi hơi nó hơi lằng nhằng một tí các bạn ạ, nó hơi lằng nhằng một tí. Góc tọa độ thì ở trong này nó có rất nhiều nhá các bạn nhá, nó có rất nhiều cái cách để nó làm cái dạng này luôn. Thế bây giờ thầy sẽ chọn cho các bạn một cái cách đây. Góc tọa độ là tại vị trí thả vật, thường nó sẽ là tại vị trí thả vật. Đấy, mở ngoặc ở độ cao h. Ở độ cao h. Chiều dương là chiều hướng xuống dưới. Chiều dương là hướng xuống dưới. Nhá. Và mốc thời gian là gì nhỉ? Mốc thời gian là gì? Là lúc hay là thời điểm làm sao? Lúc thả vật đúng không? Lúc thả vật, thả rơi tự do mà. Đấy, nó bắt đầu rơi cũng được, đúng chưa? Đấy. Rồi xong các bạn vẽ một cái hình ở đây nhá. Rơi tự do nó có độc cái trục này đây các bạn này. Đấy. Đấy. Cái chỗ này là không này, đây là gọi là vị trí gì? Vị trí. Đúng rồi, vị trí thả vật. Và cái ở dưới đó là gì biết không? Nó biết là gì ấy? Nó là gì đúng biết không? Mặt đất. Thả thì phải rơi xuống đất chứ, có hiểu không? Đấy, mặt đất, thấy chưa? Được chưa các bạn? Đấy, ngay sau đấy là chuyển động ném luôn này. Đấy, rơi tự do xong rồi chuyển động ném luôn. Chuyển động ném nó là cái gì đó, nó kiểu biết nói như nào nhỉ? Nó là từng là cơn ác mộng. Nó là từng là cơn ác mộng nhé các bạn nhỉ? Của tất cả các thế hệ học sinh. Đúng không Tuấn? Ném, chuyển động ném phải ác mộng của tất cả thế hệ học sinh không? Đây. Năm nào cũng thấy chỉ có sợ ném thôi. Ném ngang nhá, ngày trước cao ba quát còn làm cả ném xiên. Tức là ném lên trên xong rồi nó rơi xuống. Đấy. Làm bài cứ có, tại vì phương trình của ném ngang nó khác, còn phương trình ném xiên nó khác. Cách triển khai mà học không tổng quát cực kỳ sợ luôn. Đấy. Nào. Năm ngoái các bạn nhá, có trường thi vào ném ngang, có trường không. Nên các bạn phải rất là chú ý cái đề cương của trường mình. Có đề cương ấy bảo thầy ôn cho. Bạn này thi có đề cương không? Hay cứ được dặn thôi. Dặn thôi. Nói chung được dặn thôi. Đấy, dặn mình bảo thầy ơi em sắp kiểm tra này, thầy có thêm cho em ít bài tập đúng không? Thầy soạn cho. Nhớ chưa? Bọn này nhớ chưa? Đấy. Nào, nhìn đây. Vị trí thả vật đúng không? Nào bây giờ này, phương trình này, nào bạn mời bạn Lâm thử nhắc lại cho thầy cái phương trình tổng quát của không phải rơi tự do, em đã học đâu đúng không, của chuyển động thẳng biến đổi đều. Hôm trước thầy dặn ba công thức là công thức nào? X bằng V bằng và V bình trừ V không bình bằng X bằng gì? Cộng cộng rồi tiếp nào, từ từ, lọc V bằng gì? V trừ V không á? Nào, chết giờ trong vở
V bằng V0 cộng AT. Đấy. Nào, Nhật Hoàng nào, V bình trừ V0 bình bằng gì nào? V bình trừ V0 bình bằng gì nào? Thấy chưa? Thấy vấn đề của tác dụng của không ghi bài chưa? Nam nào? Bằng gì? Bằng 2. Đấy, được phép tra mà. Ờ, không bao giờ từ bỏ môn lý rồi. Từ bỏ môn lý rồi. Đấy. Thấy chưa các bạn nhá, V bình trừ V không bình bằng 2AD. Chắc là về sau Nam sẽ phải thi một cái kiểu khác nên là Nam tập trung vào toán với tiếng Anh. Cả văn thì tốt. Đấy. Để tốt nghiệp xong rồi mình thi cái gì mình thi. Nào hiểu cái đoạn này chưa? Thế thì bây giờ ba công thức này nó có đúng ở rơi tự do không? Câu trả lời là đúng. Nhá. Nhưng có điều là chúng ta không dùng x mà chúng ta dùng cái trục thẳng đứng này, chúng ta sẽ dùng trục y để giải quyết. Bạn hiểu không? Chúng ta dùng cục trục y thôi. Thì trục y của chúng ta này, các bạn nhìn này. Y không bằng mấy các bạn? Y không là lúc thả vật thì y không bằng mấy? Bằng không. Đúng không? Thả vật thì lúc đầu nó có vận tốc ban đầu không? Vậy V0 là gì? Không luôn. Được chưa? Và ở đây gia tốc của nó A thì các bạn không biết đúng không? Thầy chỉ luôn cho bạn A nó bằng G. G gọi là gia tốc trọng trường, tức là gia tốc của thằng trái đất. Em cứ hiểu đơn giản là đây là gia tốc trọng trường. Đấy. Cái này đề bài sẽ cho. Đề bài sẽ cho. Đề không cho thì nó sẽ rơi vào những cái trường hợp sau. G sẽ bằng 9,8 mét trên giây bình. Hoặc G sẽ bằng 10 mét trên giây bình. Tùy theo bài người ta cho hay không cho. Bài cho thì nó sẽ cho một số cụ thể. Thì mình dùng số cụ thể để mình tính. Còn đề không cho mình dùng thẳng cái này luôn. Cả lớp mình hiểu chưa? Đấy, như vậy thôi. Như vậy là ta có Y0, V0, A và G. Đây là tất cả các công cụ chúng ta đã có để chúng ta đi tìm cái này rồi. Vậy thì phương trình Y của chúng ta sẽ bằng gì? Nào, cơ hội cho Nhật Hoàng để gỡ nào. Y bằng gì nhỉ? Y bằng Y0 đúng không? Y0 ở đây là mấy? V0 là? Vậy còn mỗi gì? A ở đây là gì rồi? G đúng không? Thì em sẽ thay là GT bình chia 2. Và GT bình chia 2 này thì sẽ bằng luôn độ dịch chuyển D, bằng luôn cả quãng đường S nhá. Tại vì rơi tự do nó chỉ có một chiều thôi, nên các bạn thay thẳng cái này luôn là xong. Được chưa? Thay thẳng luôn là xong. Đấy. Tuấn lấy cho anh phiếu bài tập nhá. Cái này à, các bạn đã hiểu chưa? Đấy, phương trình của chúng ta là GT bình chia 2. Đấy, đóng khung phương trình thứ nhất. À, phương trình thứ hai, phương trình liên quan đến vận tốc V bằng bao nhiêu? V0 bằng gì? Không, vậy nó chỉ là GT thôi, đúng không? GT thôi. Đấy. Và V bình trừ V0 bình thì V0 bằng gì rồi? À, vậy V bình bằng gì? V bình bằng 2G G gì? GD hay là GS đúng không? GD, GS như nhau không? Đấy, thế thì ba cái phương trình nó vẫn y xì cái bài hôm trước. Đấy, đó là lý do thầy bảo là học cái bài này là vừa ôn luôn bài hôm trước. Đấy, nó gắn luôn cái bài này thôi. Được chưa nào? Đấy. Và đi thi nó có một cái dạng bài. Đấy, đóng khung à? Đấy, tóm lại hôm nay có nhớ cũng ba công thức. Mà ba công thức này xuất phát từ bài hôm trước. Có đúng không? Đấy. Như vậy là tổng thể là thực ra chúng ta vẫn chỉ có nhớ ba công thức thôi. Đúng chưa? Đấy. Nhưng mà rơi tự do nó sẽ dễ hơn đúng không? Đấy. Nào sẽ có... Bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ đi các bạn. Chúng ta sẽ làm ví dụ nhá. Ví dụ. Bài tập ví dụ. Đấy. Nào bây giờ bài tập ví dụ này sẽ lấy một cái bài ở trong...
trong phiếu luôn này. Đấy, tí nữa anh ấy phát cho các bạn nhá. Anh đây là bài 10.10 của trong sách bài tập 10.10. Thả hòn sỏi từ trên gác xuống đất. Thả một hòn sỏi. Từ gác cao xuống đất. Đấy, từ gác cao xuống đất. Đấy. Vậy là một bài vật lý thì chúng ta vẫn phải có cái thời gian để chúng ta ngẫm nghĩ và hiểu đề bài đúng không? Thả hòn sỏi từ vật cao xuống đất. Đúng không? Đấy. Nào. Trong giây cuối cùng. Đấy, cái đoạn khó ở đây này là trong giây cuối cùng. Trong giây cuối cùng. Hòn sỏi rơi được quãng đường là 15m. Phẩy. Quãng đường rơi là 15m. Tuấn phát cho các bạn luôn. Tính độ cao của điểm đó. Tính độ cao. Đấy, độ cao h là gì? Là cái điểm thả vật đúng không? Độ cao h từ cái điểm thả vật. Đấy. Lấy g bằng 9.8 m/s. Biết g bằng 9.8 m/s, đây là cái người ta cho. Mét trên giây bình. Đấy chưa? Ok chưa? Đấy, như vậy câu chuyện ở đây là có câu chuyện mà một cái vấn đề mà thầy muốn đề cập đến các bạn, đó là chính là quãng đường đi được trong giây cuối cùng. Nó hay hỏi cái dạng này lắm. Quãng đường đi được trong giây cuối cùng. Nào, chúng ta chú ý lên đây. Trong bóng đá ấy, trong bóng đá các bạn có để ý khi mà một cầu thủ người ta ghi bàn, nếu bạn thấy ví dụ đồng hồ nó ghi là 22 phút, rồi 30 giây, 35 giây, xong đến lúc tổng hợp trận đấu thì nó ghi là ghi bàn ở phút thứ 23, có để ý cái đấy không? Đúng không? Có biết tại sao không? Phải làm tròn, hiểu sai rồi. Bây giờ 22:03:05 thì có làm tròn lên 23 không? Đấy. Đấy, câu chuyện là các bạn chưa hiểu. Giây thứ nhất là bắt đầu từ 0 phút. Phút thứ nhất là bắt đầu từ 0 giây trở đi là phút thứ nhất rồi. Vậy thì 1 phút bao nhiêu đấy? Đây là phút thứ mấy? Nó đã bước sang phút thứ 2. Có hiểu vấn đề không? Đấy, hiểu câu chuyện không? Rồi. Nào, bây giờ thế thì bài này mình sẽ áp dụng cái cách này để mình hiểu này. Các bạn nhìn này. Đấy. Các bạn vẽ một cái sơ đồ ra. Đấy. Đây là chỗ này là chỗ thả vật này. Thả vật nó rơi xuống đất đúng không các bạn? Đấy. Đây chỗ này là mặt đất này. Đấy. Thả vật nó rơi xuống đất này. Rơi xuống đất thì tất cả nó hết bao nhiêu giây các bạn? Tất cả nó hết bao nhiêu giây? Hả? Bao nhiêu giây? Chưa biết. Nó hết t giây. Rơi cả cái này hết t giây. Hiểu vấn đề chưa? Vậy trước cái t giây đấy có phải là t trừ 1 giây không các bạn? T trừ 1 giây. Có hiểu không? Có hiểu không các bạn? Tức là tôi thả vật đúng không? Tôi thả vật rơi xuống mặt đất là hết tất cả t giây. Đúng không? Và người ta hỏi quãng, người ta cho thì đúng hơn là quãng đường rơi được. Quãng đường rơi được trong giây cuối cùng. Giây cuối cùng có phải đoạn này không các bạn? Đúng không? Có hiểu không? Giây cuối cùng, đấy, trong giây cuối cùng đấy. Còn đây là T trừ 1 giây trước sẽ rơi được quãng đường là S1. Các bạn có hiểu không? Có hiểu đoạn này không? Nhìn có vẻ mặt, có vẻ ấy lắm. Đây. Tóm lại nha, ví dụ nhá. Ví dụ này, em bắt đầu em thả một cái này thả rơi xuống đúng không? Vậy thầy lấy ví dụ luôn. Nó rơi được mất 10 giây. Thì có phải đây là quãng đường rơi được trong 10 giây không? Còn chỗ này là quãng đường rơi được trong 9 giây không? Đúng không? Còn cái đoạn vàng vàng này là quãng đường rơi được trong mấy giây? Trong 1 giây cuối cùng. 1 giây cuối cùng với 1 giây đầu tiên có khác nhau không? Bởi vì đây là chuyển động nhanh dần đều. 1 giây đầu tiên sẽ đi được quãng đường ít hơn so với 1 giây cuối cùng chứ. Lớp mình hiểu không? Nhá. Đấy.
Nhưng ở đây mình đang chưa biết nó là 10 giây hay không, là thầy có dùng con số trực quan cho các bạn hiểu thôi. Được chưa? Nào, thế thì bây giờ các bạn có tính được cái quãng đường rơi được trong t giây không? Và quãng đường rơi được trong t trừ 1 giây không? Có tính được không? Và lấy quãng đường rơi được trong t giây trừ đi quãng đường rơi được trong t trừ 1 giây thì nó ra kết quả là 15 mét. Lớp mình hiểu cái phương trình này chưa? Đấy chưa? Nhìn vào sơ đồ có hiểu không? Nhá. Đấy, cái đường này là đường mà quãng đường rơi được ở trong t giây, và quãng đường này là quãng đường rơi được trong t trừ 1 giây, thì ta thấy quãng đường rơi được trong t giây trừ đi quãng đường rơi được trong t trừ 1 giây thì ra quãng đường rơi được trong giây cuối cùng. Lớp mình hiểu cái sơ đồ chưa? Đấy, bây giờ chỉ việc thay công thức thôi và dùng toán học để tính thôi. Nào, quãng đường rơi được, công thức vừa nãy thầy cho là gì? F bằng gì các bạn? F bằng gì? GT bình chia 2, ok, GT bình chia 2. Nào, ta có GT bình chia 2 và các bạn có thể xay số luôn cho thầy nhá. Nó bằng bao nhiêu? 4,9T bình, đúng không? T của chúng ta bằng 9,8 mà chúng ta thay vào đây nó là 4,9T bình. Được chưa? Rồi. Thế cái này thì sao? F t trừ 1 tức là quãng đường rơi được trong t trừ 1 giây thì các bạn thay đúng vào đây nó sẽ là 4,9. Nhưng nhân này nhân với t gì? T trừ 1 tất cả bình. Đấy. Và phương trình của chúng ta sẽ có là gì? Ta sẽ có 4,9t bình trừ đi 4,9 nhân t trừ 1 tất cả bình bằng 15. Được chưa? Mời các bạn nhân bung ra để chúng ta ra được t bằng bao nhiêu? Nào tìm t nào. Đấy, 4,9 này trừ 4,9 t bình là hết này. Chỗ này trừ trừ thì thành gì? Cộng, đúng không? Trừ trừ thì thành cộng. Vậy nó sẽ ra bao nhiêu? Nó ra bao nhiêu? Các bạn nhân máy tính này. Trừ trừ thành cộng thì chỗ này thành gì nhỉ? 4,9 nhân đôi đúng không? 4,9 nhân 2. Đấy. Thì là 49/5 là gì? 9,8 ạ. À? Nó lại 9,8. 9,8 t. Đúng không? Chỗ này trừ đi mấy? Trừ đi 4,9 thì bằng 15. Đúng cả nhá. Đấy, vậy chúng ta chuyển về sang, vậy tương đương với ta có 9,8T bằng đấy, 15 cộng với 9 là 19,9 à. Vậy thì T của chúng ta bằng bao nhiêu? 19,9 chia cho 9,8. 19,9 chia cho 9,8 bằng hai phẩy không ba giây. Ok chưa cả nhà? Đấy, nhưng mà nó hỏi ở đây là độ cao chứ không hỏi thời gian. Vậy chúng ta có tìm được độ cao không? Ở h ở đây, độ cao h ở đây sẽ bằng st không, chính là quãng đường rơi được trong t giây không? Thì các bạn thay vào đây nó là 4,9 nhân t bình nhân 2,03 bình phương, đúng không? Lấy nhân cho anh xem nào. Cái này bình phương này nhân 4,9 này thì nó ra kết quả là 20,2 nhá. Xấp xỉ 20,2 mét. Đấy, đấy chính là cái quãng đường 4,9 đấy t bình. Lớp mình hiểu chưa? Đấy, mời các bạn chữa bài này vào nhá. Anh để thời gian để cho các bạn chữa cái bài này vào. Sau đó chúng ta sẽ chốt cái công thức tổng quát của cái dạng này nữa là xong. Xong trước cả nhà nhờ.
Xong chưa các bạn? Ghi xong chưa? Rồi, vậy thì chúng ta có công thức tổng quát nhé các bạn nhá. Đấy, chúng ta sẽ cùng xây dựng cái công thức tổng quát cho đây nhá. Đấy. Công thức tổng quát. Về bài tập gọi là quãng đường đi được. Quãng đường đi được. Đi được trong n giây cuối, trong n giây cuối. À, lưu ý đây là n giây cuối chứ không phải một giây cuối nhé, trong n giây cuối, được chưa? Đấy, thì các bạn sẽ thấy này, quãng đường đi được trong n giây cuối này thì chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có delta s. Đấy, quãng đường đi được trong giây cuối s delta s bằng st. ST là tổng thời gian đi đúng không các bạn? ST là tất cả thời gian đi là T. Trừ đi S của gì? T trừ mấy? T trừ N, chính xác. Đấy, T trừ N nhá. Và chúng ta thay ở phương trình chúng ta sẽ được như sau các bạn này. Ta sẽ có phương trình như sau. Đấy, thực ra các bạn cứ viết như này thôi. Còn phương trình trong đây là trong rơi tự do nhá. Trong rơi tự do thì nó sẽ thành là gì? GT bình chia 2 trừ đi g t trừ 1 tất cả bình chia 2. Nhớ chưa? Nào các bạn ghi xong công thức chưa? Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng lại check 5 câu đầu nhé. Bạn thử làm cho thầy 5 câu đầu trong cái phiếu chúng ta mới phát. Chúng ta sẽ có thời gian khoảng 10 phút nhé. 10 phút. Các bạn là mỗi cái một điểm thôi nhé. Mỗi câu một điểm thôi. Như vậy là 4 điểm đúng không? Đấy. Em ghi lại chưa? Ghi lại chưa? Nhập vào ấy chứ. 422231. Đấy, nhập điểm vào. Nào chúng ta nhìn lên đây chúng ta chữa nhá. Chúng ta nhìn lên đây chúng ta chữa. Trời ơi làm gãy quá, làm ở đây gọi là đánh giá hiểu bài thôi đúng không? Thầy cho các bạn làm lý thuyết mà. Đúng không nào? Đấy, lý thuyết nhá, chứ không phải là cái gì nó cao siêu cả đúng không? Đấy, lý thuyết mà sai như thế là hơi gãy. Đấy thì nhóm chủ nhật là cũng sẽ phải chấm xong thì mới xem tiếp nhá. Đấy, nhắc nhóm chủ nhật như thế. Để nhóm chủ nhật sẽ hết sức lưu ý. 18, 19 khả năng là phải chữa rất là sâu rồi, chữa rất là kỹ rồi. Bởi vì các bạn làm này thì gãy quá đúng không? Đấy, quá là gãy luôn. Đấy, đó là lý do tại sao bạn Lộc đấy, đi thi lại sai lý thuyết đấy. Các bạn làm như thế thì nguy hiểm quá.
rất rất là vấn đề nhá. Đấy, rồi. À, chúng ta cùng cùng quan sát lên đây. Thầy sẽ xuất cái file ở trên này, sau đó chúng ta sẽ cùng theo dõi như này để thầy chữa luôn nhá. Đấy. Rơi tự do, ok. Nói chung là thử xem cái mức độ hiểu bài thôi các bạn. Chấm nhiều thì nó sẽ ra được cái vấn đề là các bạn hiểu bài đến như thế nào. Đấy. Tại vì trong cái gọi là cái gì? Open quiz đây, cái này luôn nhá. Đấy. Trong cái gọi là cái phần mà đánh giá kết quả học tập của các bạn ấy thì nó sẽ có phần là các bạn tập trung nghe giảng không. Lớp mình là đa phần là không có bạn nói chuyện rồi. Đấy, tức là tập trung nghe giảng, ghi bài đầy đủ. Đấy, nhưng mà cái mức độ hiểu bài là bao nhiêu phần trăm? Đấy. Nào, chuyển động nào sau đây sẽ được coi là rơi tự do? Câu này mà bạn nào không không đúng nữa. Không được coi hay là được coi? Được coi là rơi tự do, bạn nào sai giơ tay nào. Ui. Nam chọn gì? Lá cây. Lá cây là không được, lá cây là rơi tự do á? Thế Lộc chọn gì? Vừa lại ví dụ lá cây nên chọn lá cây luôn. Người đấy bảo lá cây nó rơi chậm hơn còn gì. Đúng không? Đây là trong thực tế cơ mà, trong tự nhiên, có phải là trong môi trường chân không đâu. Trong môi trường chân không thì thằng nào cũng là rơi tự do luôn. Đấy chưa? Đáp án phải là gì? Viên sỏi chứ. Đúng không? Bởi vì thứ nhất là nó nặng này, nó nhỏ này, nó ít bị cản này. Đấy chưa? Các bạn thấy những cái sợi chỉ rồi chiếc khăn thì nó cứ bay phấp phới theo gió. Các bạn mang gió ra thổi con sỏi đi, thả ra nó có ảnh hưởng không? Đúng không? Nó ảnh hưởng ít thôi, nó không bị ảnh hưởng gần như là ấy, nên nó được coi là rơi tự do nhá. Nó là được coi là rơi tự do chứ không phải là rơi tự do đâu. Còn nếu nó chuẩn rơi tự do thì môi trường của nó phải không có không khí cơ. Cả lớp mình hiểu chưa? Đấy, như vậy câu này hơi gãy chưa? Đấy, hiểu. Nào tiếp theo, chuyển động nào sau đây có thể là chuyển động rơi tự do? Đấy. Quá dễ rồi, câu này thì chắc không bạn nào sai nhá. Có bạn nào sai không? Đáp án gì? C, nó là bi sắt được thả rơi, bi sắt ném ngang, ném xuyên, ném lên cao đều không được coi là rơi tự do nhá. Rồi câu 10.3. Thả hòn sỏi từ độ cao h xuống đất, hòn sỏi rơi mất 2 giây. Nếu hòn sỏi được thả ở độ cao 2h xuống đất thì hòn sỏi sẽ rơi trong bao lâu? Ok. Câu chuyện này là câu chuyện về mặt tỷ lệ thôi các bạn ơi. Các bạn nhìn thầy sẽ hướng dẫn câu này nhá. Câu này là chắc chắn là có bạn sai rồi, bởi vì có bạn Lộc là đúng có một câu thì kiểu gì cũng lại sai. Hả? À, cắt nhầm. Sorry các bạn, cắt nhầm. Khoanh ở đây. Ôi, hôm nào chứa đang 10.3 đúng không? Rồi câu này nào, các bạn chú ý đây. Tập trung nhá. Thả một hòn sỏi rơi xuống đất trong 2 giây, ok. Các bạn có tính được chiều cao không? Chiều cao h có phải bằng chính là quãng đường nó rơi được không? Là s không? Là bằng bao nhiêu? GT bình chia 2. Nhưng mà đề nó không cho. Đề nó không cho h. Nó chỉ cho rơi 2 giây thôi, nhưng mà mình tính được không? Nó không cho g thì mình chọn g là 10 cho đẹp. 10 nhân 2 bình chia 2 bằng mấy? À, chiều cao là 20m. Hiểu chưa? Lúc sau nó bảo nếu thả rơi ở độ cao 2h thì lúc này thời gian rơi sẽ bao nhiêu? Vậy chúng ta sẽ có là H1 này bằng H. H2 bằng 2 lần H1. Thì có phải bằng 40 không? 40 bằng gì? GT2 bình chia 2 tức là bằng 5T bình. Thì suy ra T bình của chúng ta bằng mấy? Có phải 40 chia 5 bằng 8 không? Vậy thì T bằng bao nhiêu? 2 căn 2. T lúc đầu bằng bao nhiêu? T1 bằng bao nhiêu? 2 giây. T2 bằng bao nhiêu? 2 căn 2 giây. Vậy suy ra làm sao? T2 trên T1 là bằng gì? Chọn được rồi, 2 căn 2 luôn, đúng không? Có phải lập tỷ lệ đâu. Nó có hiểu không? Làm theo cách 2 là cách tỷ lệ, cách này là cách 1 là cách tính ra cụ thể. Tính cụ thể. Cách 2 không cần tính cụ thể, cách 2 này nhìn này.
ta có h bằng gt bình chia 2 đúng không các bạn? Đúng không? G bằng 10. Mười nào? Chỗ này á? Thì G là 10 còn gì? Vừa nhắc rồi, cái ở cái phần này là gì? Em thích cho G 9,8 hay thích G bằng 10 đây việc của em. Nó đều ra kết quả hết. Ừ, nhưng mà để nó không cho thì cứ dùng là 10 cho đẹp, tội gì. Hay Nam thích dùng 9,8 tùy nó. Đấy à? À, thầy sẽ dùng phương pháp thứ hai là dùng phương pháp số 2, đó là phương pháp tỷ lệ. Ta nhìn H với cả T bình, H đang tỷ lệ gì đây? H đang tỷ lệ thuận, đúng không? H đang tỷ lệ thuận với T bình, được chưa? H đang tỷ lệ thuận với T bình. Lại nóng. Vừa đây thì lại lạnh. Không lạnh nhá. Vừa đấy ổn. Nào lại phải đóng cái này vào. Nào thôi được rồi. Rồi ok. Lại bật điều hòa. Tuấn vào lấy cái vợt mũi cho bạn cầm ấy. Nào. Nào tập trung vào đây. Có vẻ H đang tỷ lệ thuận không? Đúng không các bạn? Nào, bây giờ chúng ta sẽ xử lý như nào? Chúng ta sẽ xử lý như nào? H tỷ lệ thuận thì ta có H2 trên H1 sẽ bằng T2 bình chia cho T1 bình. Có hiểu không? Có hiểu không các bạn? Có hiểu cái này không? Tập cái thói quen này nhé. Tỷ lệ thuận thì... tỷ lệ thuận thì 1 chia 1 sẽ bằng 2 chia 2. Đấy. 2 chia 1 sẽ bằng 2 chia 1. Đấy. Kiểu như này. Thế bây giờ các bạn sẽ thành dung là tương đương với này. Nhìn một phát ra luôn này. Cái này nó dễ lắm các bạn. Thì chẳng có cần cái một cái số gì. Chẳng phải tính cái gì. Một phát ra luôn này. Thế thì T2 bình của thầy có phải bằng H2 trên H1 nhân với T1 bình không? Đúng không? Nhìn này, nhìn này. H2 có phải bằng 2H không? H1 có vẻ bằng H không? Nhân T1 bình có vẻ là 2 bình không? Vậy kết quả thu được là H chia H hết thì 2 nhân 2 mũ 2 là nhân 8 không? Đấy, T2 bằng căn ra là 2 căn 2 xong. Ok không? Đấy, mời các bạn chữa theo hai cách vào. Đấy.
Xong chưa các bạn? Chữa tiếp nhá. Đấy, các bạn chữa xong chưa? Đấy, hay không? Đấy, chúng ta làm theo phương pháp tỷ lệ nó rất là mạnh. Vì sau về thầy thấy 90%. 90% luôn mấy cái bài tập cơ bản ấy làm theo tỷ lệ cực kỳ ấy luôn. Hôm qua thầy vừa chữa cho một anh lớp 12 học bất gốc, xong mới xin học lý. Đấy, hôm qua anh ngồi riêng anh Tuấn nhớ không? Đấy, chữa xong bảo anh chữa kiểu gì em nhìn hiểu luôn. Hôm cô giáo trên lớp em giảng em không hiểu gì cả. Thế độc cô dùng cái phương pháp tỷ lệ này. Đấy, các bạn nhìn tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch nó khác nhá. Tí nữa thầy dạy cả tỷ lệ nghịch xem có bài tỷ lệ nghịch không. Cái này thì lý thuyết thôi. Công thức tính vận tốc đúng không? Khi chạm đất. Đấy, vận tốc khi chạm đất các bạn ạ. Vận tốc khi chạm đất nhá các bạn nhá. Bạn chú ý vận tốc khi chạm đất. Nào. Thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây này là vận tốc khi chạm đất thì công thức là V bằng gì? V bằng GT đúng không bạn? Nhưng nó không có G, à không có T. Thì phải đi tìm T thay vào đây đúng không? Phải đi tìm T thay vào đây. Hoặc là dùng cái công thức cuối cùng. Bạn thích dùng công thức nào cũng được nhá. Công thức số 3 là V bình trừ V không bình bằng gì? Bằng 2 gì? AD. Mà D ở đây thầy dặn là D ở đây có phải là bằng S không? S đây có phải bằng H không? Đúng không? Đấy thì nó phải là 2AH không? Thì V của chúng ta bằng gì? Căn 2AH. A ở đây là G. Đấy đúng không? G đúng không? Căn 2GH xong. Đáp án B xong. Dễ không? Đấy. Còn cái T này nếu giả sử thầy chọn cách này thì nó hơi mất thời gian. Cái cách này thì thay T vào thì nó phải dùng tới hai công thức. Đó là công thức số 1. Ta có H bằng S ấy, sẽ bằng là GT bình chia 2. Thì có phải ta sẽ suy ra được là 2H sẽ bằng GT bình không? Đúng không? Vậy thì suy ra T bình của chúng ta có phải là bằng 2H chia G không? Vậy thì T của chúng ta bằng gì? Căn 2H chia G. Sau bắt đầu mới thay vào chỗ này các bạn ạ. Thay ở chỗ này thì ta có V bằng G này nhân với cả căn của 2H chia G. Thì vẫn chưa giống công thức này đúng không? Đấy, bình tĩnh. Mình có nhớ cái bài ở lớp 9 môn toán là mình đưa vào trong căn không? Đưa trong căn thì phải bình phương lên. Đúng không? Thì nó sẽ là căn của G bình nhân với 2H chia G. G chia G có phải còn là 2HG không? Đấy, giống công thức không? 2GH không? Hiểu vấn đề chưa? Đấy, như vậy dùng công thức này sẽ nhanh. Nhanh hơn đúng không? Chúng ta sẽ chữa này theo công thức này nhá. Đấy. Chứ còn thay T và nó hơi mất thời gian. Đấy. Xong chưa các bạn ơi?
Nào, tiếp tục nhá. Xong chưa? Chúng ta sẽ sang bài số 5 có hiểu cả lớp. Đúng không? Nào. Các bạn thấy lý thuyết thầy dạy ấy, nó rất cô đọng. Đấy, chỉ có điều là bây giờ chúng ta vận dụng qua những cái kinh nghiệm làm như này, lúc nào cũng để cho các bạn cái cơ hội để sửa sai, để gọi là nâng điểm của mình. Một vật được thả rơi tự do ở độ cao 9,8 mét xuống đất. Đấy, tức là h của chúng ta bằng 9,8 rồi. Bỏ qua lực cản g. Đấy, bài này thấy g nó cho bằng 9,8 chưa? Bài trước nó không cho thì mình chọn g là 10 hay là 9,8, đấy là việc của mình. Đấy chưa? Vận tốc v của vật trước khi chạm đất bằng dùng công thức của bài gì? Bài 4. V bằng gì? Hay V bình bằng gì? Bằng 2GH, cho nó thuộc công thức đi. Vậy thì suy V bằng căn căn 2GH thay vào căn 2 nhân 9,8 nhân 9,8 lần nữa. Ồ, vậy thì bằng 9,8 căn 2 không? Đáp án A xong. Nào, có dễ không? Dễ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nào xem còn mấy câu nữa nhỉ? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 câu 10 thì vừa chữa rồi. Cho làm 4 câu tiếp, làm xong giải ra học. 4 câu tiếp là có 1 câu trắc nghiệm với cả 3 câu tự luận. Được, ghi luôn kết quả thôi. Lấy điểm cộng tiếp. Rồi chúng ta sẽ chữa tiếp 4 câu này nhá. Thì các bạn sai nhiều quá luôn. Thật sự luôn là nhìn thấy làm quá gãy luôn. Các bạn thấy công thức có nhiều đâu mà các bạn được dở công thức, mà tại sao các bạn để sai nhiều như vậy? Nào, tiếp một lần nữa. Một lần nữa chúng ta lại có một cái vấn đề về gì đây? Về độ cao và thời gian. Đúng không? Các bạn đọc kỹ này. Hai vật được thả rơi đồng thời từ hai độ cao khác nhau, tức là H1 và H2 khác nhau. Thời gian rơi của vật thứ nhất gấp đôi thời gian rơi của vật thứ hai. Bỏ qua lực cản không khí thì H1 trên H2 bằng bao nhiêu? Vừa nãy thầy đã nói rồi, H tỷ lệ thuận với cái gì các bạn? Sai. H tỷ lệ thuận với T bình chứ không phải là T nhá. Công thức cụ thể ở đây là H bằng gì? Có phải GT bình chia 2 không? Thì H tỷ lệ thuận với T bình chứ không phải H tỷ lệ thuận với T. Do vậy tỷ lệ thuận vừa nãy thầy đã cho công thức rồi, ta có H 1 trên H2 có phải bằng T1 bình trên T2 bình không? Có đúng không? Bằng này, T1 bình trên T2 bình. Nào, bây giờ nó hỏi tỷ số giữa độ cao H1 trên H2, đúng không? Vậy ta sẽ cho trong ngoặc như sau. Ta sẽ cho trong ngoặc như sau. Đó là T1 trên T2 tất cả bình phương, đúng không các bạn? Các có hiểu không? Có nhớ công thức đấy không? T1 bình trên T2 bình thì bằng T1 chia T2 đã rồi bình phương sau. Đúng chưa? Mà T1 người ta cho là thời gian T thứ nhất gấp đôi thời gian của vật thứ hai, đúng không? Thì có phải T1 trên T2 bằng mấy? Bằng 2. Mà 2 mũ 2 thì bằng 4. Vậy ta thu được H1 trên H2 bằng 4 chứ có gì đâu. Đề nghị các bạn chữa nghiêm túc vào. Thấy các bạn ở đây, bạn nào đúng được câu này giơ tay nào. Không bạn nào đúng không? Toàn khoanh 2 thì phải. Đấy. Mà trong khi đó nó giống hệt cái con kia, nó chỉ đổi một tí thôi.
Nào xong chưa các bạn? Chữa cẩn thận vào. Cái bài này có giống bài trên này không? Rất giống đúng không? Đây, cái bài tỷ lệ mà thầy vừa nãy là thầy đã chữa cho các bạn ở trên này rồi còn gì. Đúng chưa? Đây này. H bằng G, T bình chia 2. Vậy H tỷ lệ thuận với T bình. Giống hết bài trước. Vậy ta có H2 chia H1 bằng T2 bình chia T1 bình. Nó tỷ lệ thuận cái gì với nhau thì chúng ta dùng đúng cái đấy để vào. Nào cả lớp mình đã hiểu chưa? Đã hiểu cái tỷ lệ này chưa? Nào, cả lớp ok chưa? Để chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Nào tiếp nha, chúng ta sẽ đến với cả bài 10.7. 10.7. Các bạn đọc kỹ vào, các bạn làm sai rất lung tung, rất ẩu. Nào, hình như là tâm lý là lúc đấy là cứ muốn làm cho xong để giải lao hay sao ấy. Nào. Cái bài này nó bảo là cho biết giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật đã rơi được quãng đường là 24,5m. Thì có phải là thời gian rơi là T giây? Thì ở đây có nghĩa là quãng đường đi được trong giây cuối cùng là 24,5m không các bạn? Đúng không? Quãng đường đi được, bài này là quãng đường đi được trong giây cuối cùng. Thì theo công thức là quãng đường đi được trong giây cuối cùng là gì? Quãng đường đi được. Đi được trong giây cuối cùng. Chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ có S gì? ST trừ đi S của T trừ 1 thì nó bằng 24,5. Vậy bây giờ các bạn bình tĩnh xây dựng công thức của T này. ST có phải bằng là GT bình là 9,8. T bình chia 2 không? Trừ đi 9,8 nhân T trừ 1 tất cả bình chia 2 không? Thì bằng 24,5. Đúng không? Các bạn bình tĩnh và giải cái này ra, nó sẽ được là 4,9 T bình trừ chỗ này là 4,9 nhân T bình là T bình trừ 2T cộng 1. Đấy, thầy làm rất cẩn thận từ từ cho các bạn từng bước một tính toán như trẻ con luôn. Chứ còn bình thường cái này 4,9 T bình có phải trừ 4,9 T bình hết không? Trừ trừ thành cộng với 9,8 T không? Trừ tiếp 4,9 không? Bằng 24,5. Vậy ta sẽ có 9,8 T thì bằng 24,5 cộng với 4,9 là đưa ta được bao nhiêu? Hai mấy? Sao lại 25,4? Cộng ẩu. Hai mấy? 29,4. Vậy T bằng bao nhiêu? Hả? 3 giây đẹp luôn đúng không? 3 giây đẹp, nó hỏi cái gì? Nó hỏi là lấy ra tốc độ tính khoảng thời gian rơi T, tức là tìm T. Vậy T bằng 3 đủ chưa? Bạn nào làm đúng cái này giơ tay. Có Nhật Hoàng. Đấy, Hiếu. Hiếu là cả 4 con đúng được mỗi câu này. Lộc cũng đúng. Nào chữa vào, các bạn chữa cẩn thận vào. Đấy, có làm như thế này không? Vừa lại dùng công thức rồi đúng không? Đấy.
Các bạn chữa xong này, chúng ta đi tiếp nào. Nào, xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến câu tiếp theo nhé, là câu số 8, đúng không? Câu số 8 là câu, mấy câu cuối thì người ta bao giờ người ta cũng cho kiểu này. Đấy. 1-2 buổi. Nào, tiếp. Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư. Đấy, nó chỉ hỏi giây thứ tư thôi nhá. Kể từ lúc thả rơi, trong khoảng thời gian đó vận tốc đã tăng lên bao nhiêu? Tức là bài này có tận hai ý. Thứ nhất là nó hỏi là quãng đường đi được, và cái thứ hai là vận tốc tăng lên bao nhiêu với gia tốc g bằng 9,8 m trên giây bình. Quãng đường đi được trong giây thứ tư. Đấy, chúng ta ghi rõ là quãng đường đi được trong giây thứ tư. Quãng đường đi được trong giây thứ tư thì có phải nó sẽ bằng S4 trừ S3 không các bạn? Đúng không? Quãng đường đến giây đi được trong giây thứ tư thì bằng S4 trừ S3. Có hiểu không? Đấy. Mà S4 thì bằng bao nhiêu các bạn? Dùng đúng công thức vừa nãy nào. S4 thì bằng bao nhiêu? G nó cho rồi. Có phải là G4 bình chia 2 không? Trừ đi G3 bình chia 2 không? Thay số vào nào. Có phải là 4,9 không? 9,8 thay vào đây chia đôi, 4,9 nhân với 16 trừ 4,9 nhân với 9. Các bạn bấm máy tính là ra được cái thằng thứ nhất. Nghe lên. Mấy mấy? 34,3. Đơn vị là gì? Mét. Đấy là quãng đường đi được. Đấy, vận tốc tăng thêm bao nhiêu đúng không? Vận tốc tăng bao nhiêu? Thế các bạn tính này. À, cái delta V là lượng tăng vận tốc đi. V3 sẽ bằng V4 trừ đi V3. Đúng không? V4 nào? Công thức của V là gì? Là G nhân T đúng không các bạn? Đúng không? Đúng công thức V bằng GT không? Cả buổi thầy dạy có mấy ba công thức thôi mà. Đúng không? Vậy thì nó sẽ là gì? 9,8 nhân với cả gì? Nhân 4 trừ đi 9,8 nhân với cả 3, và lượng tăng có phải là 9,8 mét trên giây không? Có dễ không các bạn? Ừ, có dễ không? Không à? Bảo không thì thấy buồn luôn. Đây, Hiếu lại làm thầy buồn rồi. Này không biết cộng điểm kiểu gì để lên được 10 đấy Hiếu. Cộng kiểu gì? À, Tuấn ơi, vừa anh in cái phiếu rơi tự do thêm chưa nhỉ? Phiếu rơi tự do thêm à? Ừ, xem à. check ra check cho anh xem nào. Có chưa? Có chưa? Không phải. Mày học tiến bộ nhưng mà vấn đề là em bị mất tập trung cái gì thôi. Chứ không, năm ngoái nó có liên quan gì đâu. Em thấy công thức như năm ngoái không liên quan một tí gì đến năm nay luôn. Có đúng không? Đúng không? Đấy, em học vẫn tốt mà, chỉ có điều là mất tập trung. Câu 10.9 này thì hơi khó này. Nào, tập trung vào nào. Thả một hòn đá từ một cái miệng hang, từ một cái hang sâu xuống đáy. Sau 4 giây kể từ lúc thả thì bắt đầu nghe thì tiếng vọng lại, thì tính chiều sâu của hang, biết vận tốc trong không khí là như thế này. Bài này chúng ta cũng đã từng làm một lần. Nhớ cái bài tàu ngầm nó phóng xuống không? Cái bài tàu ngầm thì nó khác ở chỗ là bây giờ chúng ta sẽ hình dung là ở chúng ta sẽ thả nhá. Đầu tiên chúng ta có điểm này gọi là điểm thả này. Chúng ta thả xuống đây, thả xuống đáy. Thì đây là cái quãng đường S1. S1 này nó chính là rơi tự do. Bạn hiểu không? Sau cái âm thanh vọng lại thì nó là chuyển động của âm thanh. Âm thanh vọng lại thì nó là chuyển động gì? Nó là chuyển động gì các bạn? Nó là chuyển động thẳng đều. Vận tốc âm thanh mà là thẳng đều. Nó chạy đều với tốc độ là 330 m/s. Các bạn hiểu chưa? Hiểu câu chuyện của chúng ta chưa?
Đấy, cẩn thận thì chúng ta chọn hệ quy chiếu, chọn các kiểu, còn không thì chúng ta chẳng cần chọn, chúng ta làm như này. Tóm lại cái hát của chúng ta, cái độ sâu của chúng ta có phải bằng GT1 bình chia 2 không? Và nó bằng là 4,9 T1 bình. Các bạn hiểu không? Hiểu cái này không? Đây chính là S1 hay là chính là độ câu hát? Cả lớp hiểu câu chuyện chưa? Hả? Hiểu câu chuyện chưa? Rồi tiếp, bây giờ âm thanh nó vọng lên thì nó có quãng đường đi có phải là hát không? Đúng không? Ta có S2 bằng hát, mà quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời thời gian bằng V nhân T, đúng không? Vận tốc của chúng ta có phải là 330 nhân thời gian ở đây là T2 không? Đúng không? Và chúng ta sẽ được một phương trình thứ nhất, đó là 4,9 T1 bình thì bằng 330 nhân với T2. Cả lớp mình có hiểu không? Có hiểu phương trình số 1 đấy không? Nó gồm quá trình rơi xuống là rơi tự do và quá trình vọng âm thanh ngược lại là quá trình chuyển động thẳng đều. Hai phương trình nó sẽ khác nhau. Đấy. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục này. Sau 4 giây, tức là cả quá trình rơi và quá trình vọng lại tất cả hết bao lâu? À, tổng quá trình hòn đá rơi. Tổng quá trình hòn đá rơi và âm thanh vọng lại hết tất cả bao nhiêu? Hết 4 giây. Hết 4 giây. Thế thì từ đó ta sẽ suy ra có phải là T1 cộng T2 bằng 4 giây không? Đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt số này là 1 và đặt số này là 2. Thì chúng ta sử dụng phương pháp thế, đúng không? Đấy. Tương đương với T2 của chúng ta sẽ bằng 4 trừ đi T1. Và chúng ta thay vào 1, thay vào chương trình 1, chúng ta sẽ tìm ra được gì? Tìm ra được T. Và tìm ra được T thì có tính được chiều sâu của hang không? Có tìm được không? Mời các bạn làm cho thầy con này. Đây. Thầy sẽ thu nhỏ lại cho các bạn chữa lên đây và tự làm nốt. Đấy. Tuấn đi check cho anh, chữa cho anh các bạn nào nhỉ? Làm. Anh thấy hôm nay các bạn làm thụ động quá. Nhá. Làm sai quá nhiều. Đấy, hiện giờ cái điểm hiểu bài, mức độ hiểu bài nó đang là bao nhiêu rồi? Dưới 6. Toàn dưới 6 à? Được. Cao nhất là 5. Đấy, cao nhất là 5. Cao nhất là 5 là hiếu rồi. Có bạn nào 5 rồi? Đấy, làm. Đấy, tâm lý của Nam hôm nay buổi cuối đi học sao thấy sụt giảm hẳn luôn. Đấy, cái ý chí không còn nữa. Đấy. Hả? Xong rồi tự giải cho thầy nốt để xem ra bao nhiêu nhá. Anh đang muốn làm phiếu này trước và phiếu này để về nhà này. Phiếu này để đang xem cho. Tám câu trắc nghiệm cho làm. Tám câu trắc nghiệm cộng 8 điểm thì không được. Tám câu trắc nghiệm đấy chỉ cộng 4 điểm thôi. Đúng không? Cộng quá nhiều rồi. Như vậy hôm nay là mắc binh điểm hiểu bài đã là 13 điểm. 5 cộng 4 cộng 4 là 13 điểm. Mà 13 điểm. Đúng không? Mà không nổi một bạn con 10. Chắc chắn là không được 10 được rồi. Đó, giải ra xem nào. Toán học đâu, kỹ năng toán học đâu. Đấy, thay vào xem giải như thế nào. Và ra chiều cao là bao nhiêu?
Rồi, phương trình của bạn đúng rồi. Nào, phương trình của Lâm ra chưa? Có biết thay như nào không? Có biết thay như nào không? Sẽ thay kiểu gì đây? Em có là gì? Em có 4,9 T1 đúng không? Tăng bằng 330 nhân với T gì? T2, mà T2 của em bằng 4 trừ đi T1 hiểu không, thì em thay T2 bằng 4 trừ T1 thì mới gọi là thế chứ. Quên hết rồi à? Học lớp dưới này phương trình đúng chưa? Hoàng phương trình đúng chưa? Đúng rồi. Bung bét ra là phương trình bậc 2 là xong chứ còn gì đâu. Của Hiếu ra chưa? Có hai kết quả. Tại sao 71,1 giây thì âm thì loại đúng rồi. Không, chưa nhìn rõ số âm. Lâm thay vào được chưa? Cái gì đây, cái gì đây, linh ta linh tinh, thay như thế này mà thay à? Đây này, có mỗi cái việc thế mà cũng không biết thế. Em nhìn cái phương trình của em đi chưa, phương trình này á, đây phương trình đâu nhỉ, phương trình một đâu, phương trình một của em đâu, đây phương trình một, nhìn kỹ phương trình một này, 4,9 T1 bình thì bằng 330 nhân với T2. Thì anh thế ra đến tận đây rồi, T2 bằng 4 trừ đi T1. Thì chỗ nào có T2 mình thay bằng 4 trừ đi T1 chứ. Thay linh ta linh tinh kiểu gì ấy. Có hiểu không? Thì thôi, em có hiểu thế nào phương pháp thế không? Tức là thay vì việc dùng T2, ta dùng theo ấn T1. Thì bây giờ nó trở thành một ẩn theo T1 thôi. Mình bung ra, nhân bung ra là xong. Đúng không? Bạn này không biết chuyển này, bạn này không biết chuyển này. Đấy, bạn này nhân bung ra còn đúng không? Chữ thì xấu. Sao lại 330 thôi, còn cái số 4 của em đâu? Hả? À, 4 x 330 đâu? Tại sao lại thành như này? Sao nó viết xấu? Ừ, 1320, tại sao lại mất 1320? 1320. Viết lại cái dòng đi, viết rối tinh rối mù lên rồi. Đúng rồi. T1 ra 3,8. Đang thử á? Nó gần giống như con gì? Nó gần giống em làm tròn, nó không sát với thực tế thì nó sẽ bị thế chứ làm sao? Cái vấn đề này vấn đề làm tròn thôi. Một cái là 69 với cả một cái 70 còn đòi gì nữa? Hả? À? Đúng không? Đúng không? Thấy chưa? Một cái 69, một cái 70 còn thấy khác thì nó gần đúng rồi. Sao em bấm cái này nhỉ? Phương trình bậc 2 của nó cơ mà. Sao em ra phương trình bậc nhất là sao? Sao chia kiểu gì? Đây là T1 bình xong rồi T1 đúng không? Chứ phải cộng 1 đâu. Sao lại em cộng 1 vào đấy? Viết xấu quá, đây là T1 chứ không phải cộng 1 nhớ chưa? Này thành 334 này chết dở, viết một hồi chữ xấu quá, sai luôn. Chữ xấu là vấn đề đấy. Đấy các bạn ơi, nào thay vào 1 này, các bạn nhìn phương trình 1 nhá. Nào nhìn chữ ở đây sốt ruột quá, cái đội này làm nó vừa yếu về công thức vận dụng và cái thứ hai là yếu về cái kỹ năng toán học cơ. 4,9 T1 bình bằng 330 nhân với T2. Đúng không? Thì ở đây chúng ta theo phương pháp thế đấy, thầy dạy vừa lý vừa tích hợp toán cho các bạn đấy, nhắc lại này, đấy. Thì mình thay cái T2 bằng cái này đúng không? Là 330 nhân với 4 trừ T1, có hiểu không?
Đấy. Bạn 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 Lộc viết chữ xấu quá xong thành ra là tự mình sai luôn. Vậy ta có 4,9 T một bình đúng không? Đấy, sẽ bằng này, làm rất bình tĩnh, rất gọn gàng cho bạn này, nhân bung ra được bao nhiêu? 1320 trừ đi 330 T1 chuyển về một vế sẽ được phương trình bậc 2. Thấy Lộc giải mà dùng phép chia ra thì đã thấy là sai khủng khiếp rồi. Vậy ta có 4,9 T1 bình cộng với cả 330 T1 trừ đi 1320. Mời các bạn bấm máy tính phương trình bậc 2. Ra T1 bằng mấy? 3,79 thì sắp chỉ 3,8 cũng được đúng không? Hoặc hả? 3,787 thì bây giờ chỉ làm tròn đến chỗ này thì chỉ quan tâm đến số này thôi chứ, số trước đó thôi chứ quan tâm đến số tiếp theo làm gì? Hiểu hiểu không? Nào tiếp tục T1 T1 bằng bao nhiêu nữa? Âm bao nhiêu nữa? Âm 71 à? 7,13 thì loại cái này, lấy cái này thôi. Và chúng ta sẽ suy ra H, độ sâu của hang đúng không? Thì theo công thức là gì? 4,9 T1 bình. Vậy thì ta có 4,9 nhân với cả 3,8 bình phương bằng bao nhiêu? Xấp xỉ bao nhiêu? 70,8 mét. Ok chưa? Lộc hiểu chưa? Ờ, đấy, sai gãy lắm. Nào bây giờ các bạn nhá, bây giờ chúng ta Tuấn bắt đầu phát cái phiếu này. Chỉ có làm trắc nghiệm thôi nhá. 7.1 đến 7.8. Làm trắc nghiệm. Từ 7.1 đến 7.8. Tiếp tục làm để lấy điểm hiểu bài mà lấy đây mắc nhá, mắc là chỉ là cộng 4 điểm thôi, tức là mỗi câu 0,5 điểm. Đấy. Nhá. Cho các bạn đấy, trong lúc anh Tuấn chữa thì chúng ta nhìn lên đây thì chấm thì chúng ta chữa luôn được không? Hay là chúng ta muốn đợi phiếu rồi chữa? Đợi phiếu rồi chữa thẳng vào phiếu à? Đấy. Cái này là vừa để gọi là kiểm tra cái buổi hôm trước mà vừa củng cố cái buổi hôm nay luôn. Bởi vì các bạn thấy là rơi tự do thì nó cũng chuyển động là nhanh dần đều đúng không bạn? Nó cũng là chuyển động biến đổi thôi. Đúng không? Đấy. À, mấy cái con mà không cần phải chữa gì nhiều thì chúng ta chú ý đến đây. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Đấy, ở đây nó có biến đổi và có chữ đều. Biến đổi ở đây là vận tốc sẽ thay đổi. Nhưng phải thay đổi đều, tức là tăng đều hoặc giảm đều. Điều đó có nghĩa là gia tốc nó làm sao các bạn? Gia tốc nếu bằng 0 thì nó sẽ là chuyển động thẳng đều rồi. Được chưa? Đấy, nó bảo là làm một hằng số khác không? Chính xác, hằng số khác không? Biến thiên không được đâu, đúng không? Đấy, chỉ thay đổi về hướng chứ không thay đổi về mặt độ lớn cũng càng sai luôn nhá. Đấy, nó sẽ là một hằng số khác không? Tại vì ở đây nó là chuyển động thẳng các bạn nhớ nhá. Đây là chuyển động thẳng. Còn nếu mà chuyển động tròn thì nó sẽ thay đổi về hướng thật. Nhớ chưa? Cả lớp nhớ chưa? Đấy, ok. 7.2 điền cụm từ vào này. Không cần nhìn cụm từ điền được không? Thử nhá. Gia tốc là đại lượng cho độ biến thiên của vận tốc đúng không? Theo thời gian. Bất cứ cái gì biến đổi nó phải cần có thời gian để nó biến đổi chứ. Đúng không? Đấy. Gia tốc là một đại lượng gì? Vector hay là có hướng? Đấy, thầy không biết nhá, nhưng mà thầy sẽ điền lên đây. Ở 1. 1 là vận tốc à? Đặc trưng cho biến thiên về một vận tốc. Vận tốc không có chỗ này đúng không? Có vận tốc không? Có, số 1 vận tốc đấy. Đấy. Theo thời gian là số 2 đây. Cái số 3 sẽ là gì? Có hướng đúng không? Đấy, vector có hướng, nhớ chưa? Đấy. Có độ lớn trong có đơn vị trong hệ SI là gì? Mét trên giây bình đúng không? Đấy, một câu
Câu này mà bạn nào đáng lẽ câu này phải một câu này là phải 8 điểm ấy nhỉ? Câu này nặng nề quá đúng không? Mét trên dây bình đây rồi. Câu này là số 4. Tiếp. Gia tốc tức thời ở một thời điểm có giá trị bằng bằng cái gì của tiếp tuyến nhỉ? Đồ thị gì? Đồ thị có phải đồ thị VT không? Đồ thị VT không? Đúng không? Câu số 6 là đồ thị VT nhá. Đồ thị VT câu số 6 là đồ thị VT. Còn câu số 5 sẽ là bằng gì? Độ dốc. Đấy, độ dốc của cái đường tiếp tuyến đấy. Đúng chưa? Đấy. Các bạn về có khi phải cho chép phạt cho mình nhớ thuộc này. 7 là cái gì? Chấm 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 của vật trong khoảng thời gian từ T1 đến T2 được xác định bằng. Có phải số 7 là gia tốc không? Đúng không? Số 7 là gia tốc. Có gia tốc không? Thế thì từ từ xem nào. Chấm 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 của vật trong giới hạn trong khoảng thời gian T1 T2 được xác định bằng phần phần gì nhỉ? À cái này khó này, cái này khó này, câu này có khi phải cộng điểm. Nó chính là quãng đường vật hay là có quãng đường của vật à? Hay độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian từ T1 đến T2 được xác định bằng phần diện tích giới hạn bởi đường VT. Nó có quãng đường này. Có quãng đường không? Không có thì nó phải ăn độ dịch chuyển rồi, đây là số 7. Và diện tích là số 8. Hai cái đoạn này hơi khó đúng không? Đúng không? Đấy. Câu này thì có thể châm trước nhé. Số 7 thì nó sẽ là độ dịch chuyển của vật, độ dịch chuyển. Đấy. Và cái này sẽ là diện tích. Đấy, cái kỹ năng này thì thầy chưa dạy cho các bạn đúng không? Tí nữa chúng ta sẽ cùng phân tích đến cái đấy nhá. Đấy. Phân xong chấm xong chưa? À, chúng ta đợi các bạn một tí để chúng ta chữa nốt. Cộng thêm 3 điểm à? Tức là đúng 6 câu à? Hay đúng 3 câu? Châm trước cho các bạn. Lâm vừa hôm trước được 10 xong hôm nay. Nào nốt nào. Nghe. Xong chưa? Nào 7.3 tất cả các bạn. Câu này khó đúng không? Câu này các bạn nên phải về gọi là có khi phải tập viết lại, tập chép chính tả nha. Không ít nhất phải đọc thuộc. Nào, một xe máy đang đứng yên sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc, tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe thì nhận xét nào sau đây là đúng? Câu A quá đơn giản rồi, A dương và V dương. Đúng chưa? A dương và V dương luôn. Đúng không? Tiếp câu B. Tại vì thực ra thì đáng lẽ ở chỗ này ấy, nó cho là vận tốc, tức là vận tốc theo chiều dương mà. Thì V phải dương rồi. Còn cái câu chuyện tiếp theo là nó tăng tốc nữa, đúng không? Tăng tốc nữa thì có phải V của nó là dương không? Đúng không? Đấy. À, câu 7.4. Trong các cái đồ thị vận tốc và thời gian dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều? Đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều? Đọc kỹ là thẳng biến đổi đều. Tức là vận tốc nó phải tăng đều. Đáp án nào? Rồi ok C. Và cái độ dốc của nó chính là gia tốc, nhớ chưa? Độ dốc chính là A nhá. Cái này thì vận tốc không đổi này, cái này vận tốc tăng vớ vẩn, tăng đột ngột xong lại giảm đột ngột đúng không? Nó không theo một cái quy luật gì cả. Cái này thì giảm đều, giảm ví dụ giảm thẳng ngay cơ. Thì nó là ấy, nhưng mà nó lại giảm theo kiểu gì? Giảm cong cong xuống như này thì không được rồi. Được chưa? Nào câu 7.5. Trong các phương trình mô tả vận tốc V
của vật biến thiên theo thời gian dưới này, phương trình nào của chuyển động thẳng biến đổi đều, câu nào phương trình nào chuẩn nhất? Thẳng biến đổi đều, đáp án gì? Đáp án là gì? Đáp án C. Phương trình tổng quát là gì? V bằng gì các bạn? V bằng V0 cộng AT. Có nhớ không? Có nhớ không? Có cần về làm tổng hợp lại công thức không? Chắc phải cầm một tờ tổng hợp công thức như môn toán thì bây giờ mới nhớ nhỉ? Nếu không nhìn này nó hơi loạn đúng không? Thế thì các bạn nhìn ở kỹ đây, V0 bằng mấy nhỉ? Hả? À, 4 đi trừ 4. Trừ 4, còn A ở đây bằng mấy? 5 nhớ chưa? Nhớ chưa? Mình phải biết đọc cái này. Còn ở đây là phương trình, đây hai phương trình bẫy đúng không? Đấy, vận tốc tăng đều là phải theo hàm bậc nhất nhá, chứ không phải là hàm bậc 2. Nào 7.6 nào. Quãng đường vật đi được này. Đấy, hình 7.1 là một vật đang chuyển động và cho biết quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian nào là lớn nhất, trong khoảng thời gian nào, nó có chia cho khoảng thời gian từ 0 đến 1 giây. Không đến 1 giây là vùng này nhá. Đấy chưa? Thầy sẽ chia cái này ra cho các bạn gì này. Vừa nãy chúng ta nhớ là quãng đường đi được hay độ dịch chuyển của chúng ta thì chính là diện tích nhá. Từ 0 đến 1 giây nó là vùng này. Từ 1 đến 2 giây nó là hình chữ nhật này. Từ 2 đến 3 giây nó là hình này gọi là hình gì? Hình thang. Và từ 3 đến 4 giây là hình này. Vậy vùng nào có diện tích lớn nhất? Có phải vùng này không? Đúng không? Vậy mình khoanh vào đáp án B. Vậy đến đây các bạn có thể ghi vào phiếu nhé. Ghi vào thêm này. Nó là quãng đường của vật đi được. Đấy. Trong đồ thị VT nhé. Trong đồ thị VT đúng không? Trong đồ thị vận tốc thời gian. Thì bằng diện tích nhé. Diện tích. Phần giới hạn bởi bao nhiêu? Phần giới hạn bởi cái gì? Giới hạn bởi cái gì các bạn? Giới hạn bởi gì? Thứ nhất là giới hạn bởi cái đường đây. Trong câu của này, giới hạn bởi đây. Giới hạn từ T1 đến T2. Đấy chưa? Đường VT, đấy chưa? Đấy. Giới hạn bởi T1, T2. Chấm phẩy VT, đường VT. Đấy. Được chưa? Và đường thẳng gì? Trục T bằng 0 đúng không? Trục V bằng 0. Đây, cái trục này là trục V bằng 0 này. Đấy. Còn đây là đường VT này. Còn đây là T1, T2 này. Bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Thì diện tích ở đây nó bằng 4 đúng không? S2 bằng 4 này. S cái này thì bằng 2 này. Đấy, bằng 2. S1 bằng 2. Đấy, S4 bằng 2. Đúng chưa? Đấy, và S chỗ này bằng mấy? S3 chỗ này là nhẩm thôi thì bằng 3. Đấy, vậy thì cái này nhanh nhất, cái này nhanh thứ hai, hai cái này bằng nhau. Được chưa? Quãng đường đi được như nhau, nó không phải nhanh mà là quãng đường đi được. Cả lớp ok chưa? Hiểu đoạn này chưa? Được chưa? Nó là diện tích nhá. Rồi, 7.7, câu này có dài quá không? Đọc kỹ này. Câu này là một câu mà nó rất nhiều tính toán nhưng mà cái đáp án của nó lại là đáp án theo kiểu là hình thức là như kiểu lý thuyết ấy, đọc thực tế. Xét hai xe A và xe B thì chuyển động cùng nhau vào cái hầm Thủ Thiêm ấy, dài 1490. Xe A chuyển động với tốc độ ban đầu khi vào hầm là 60 km/h. Cái này là cái gì các bạn? Cái này có phải là V0 của thằng A không? Thì các bạn tóm tắt ra là V0A bằng 60 km/h. Và nếu đề nó không có cái gì bắt ép chúng ta cả thì chúng ta nên sử dụng luôn cái này nhá. 1490 thì các bạn đổi thành 1,490 km, được chưa? Và cái xe A này đang chuyển động chậm dần với cả gia tốc là 144 km/h bình. Xe B chuyển động chậm dần với tốc độ là 120 km/h bình từ lúc bắt đầu chạy vào hầm với tốc độ là 55. Đấy, tức là cả hai xe đều chuyển động chậm dần các bạn ạ. Đúng không? Đấy.
Nhận định nào sau đây là đúng về thời gian chuyển động của hai xe ở trong hầm? Các bạn có hiểu không? Khi các bạn đọc một cái đề mà nó có nhiều dữ kiện thì nhiệm vụ của bạn ấy là phải tóm tắt ra. Sau đó dựa vào cái tóm tắt để xem mình dùng công thức số 1, số 2 hay số 3 hay công thức nào ở trong cái phiếu của chúng ta hoặc công thức mà chúng ta nhớ. Thấy chưa? Đầu tiên nó cho V0 này. Nó cho quãng đường đi được hay có bạn coi như là độ dịch chuyển đi, nó là 1,490. Nó cho các bạn quan tâm đến thằng A trước nhá, nó cho gia tốc A của chúng ta bằng -144. Tại sao lại âm? Chậm dần mà. Vận tốc thì dương thì gia tốc chẳng phải âm à? Các bạn hiểu không? Xong nó hỏi thời gian T bằng bao nhiêu? Nào cả lớp hiểu ra này không? Cả lớp hiểu ra này không? Ý người ta ở đây là gì? Ý người ta ở đây là người ta muốn so sánh cái thời gian mà xe A đi với cả xe B đi ở trong hầm ấy. Xem xe nào ra khỏi hầm trước hay ra khỏi hầm sau. Xe A thì lao vào hầm rất là nhanh với tốc độ ở đây khoảng 60 km/h. Nhưng cái gia tốc mà cái độ hãm phanh của nó ấy, thì cũng lớn hơn cái gia tốc hãm phanh của thằng B. Mặc dù thằng B thì tốc độ nó chậm hơn. Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu như đơn giản là nó chạy nhanh nhưng mà nó lại đạp phanh sâu hơn cái thằng kia, chạy chậm hơn nhưng lại đạp phanh nhẹ hơn. Đúng không? Thế ở đây quan trọng là bây giờ dùng công thức nào? Dùng công thức nào? Công thức nào nhỉ? Chúng ta có 3 công thức, đúng không? Nào, cả buổi học có 3 công thức, tôi nhắc lại nào. Công thức đầu tiên là gì? X bằng gì? X0 cộng V0T cộng AT bình chia 2 A nhé, A nhé, không A chia bình chia 2 A, được chưa? AT bình chia 2. Và nhớ thầy đóng khung cái này nó là gì? Nó chính là D hay là S, đúng không? Đúng không? Cái thứ hai, V bằng V0 cộng AT. Và cái thứ ba, V bình trừ V0 bình bằng 2 AD, đúng không? Vậy dùng công thức số 1, số 2 hay số 3? Số mấy? Số 3. Số 3 có A không mà tìm số 3? À có V0 không? Có V0 không? À có V không? À, số 3. À thì nhầm. Nhầm viết nhầm. Rồi tức là dùng công thức này. Và đặc biệt là dùng cái trong cái khung đóng vuông thôi. Đúng không? Nào sorry nhá. Nhìn chúng ta tính lại nè. À bây giờ thằng A này nhìn này. V0T thì có phải là bao nhiêu T nhỉ? 60T. Đúng không? 60T. Trừ 144 nhân với T bình chia 2. Đấy. Thì bằng bao nhiêu các bạn? 1,4910. Thì các bạn thấy được phương trình bậc 2 không? Các bạn chuyển thành phương trình bậc 2 và bấm như thầy nào. 144 chia 2 có phải là được bao nhiêu nhỉ? À, 144 chia 2 là 72 à? 72T bình trừ 60T cộng với 1,490, bấm máy tính cho được T1 bằng bao nhiêu nào, bằng không nào. Vậy đây là T của xe A. 0,8 và bao nhiêu? 0,02 giờ và 0,8 giờ, đúng không? Đẹp như này à? Hay là phẩy phẩy? Phẩy phẩy, từ từ để thấy thế nhá. Rồi. Chúng ta sẽ tính thời điểm đầu tiên các bạn nhá, nó là 0,02 giờ. Tại sao? Tại sao lại thế? À, vì lúc sau cái thời điểm 0,8 giờ là cái thời điểm mà cái gia tốc kia nó xuất hiện lần thứ hai, tức là nó bị quay xe lại. Nhưng cái này là thời điểm này bị vô lý nhá, vô lý. Bởi vì lúc sau nó dừng xe rồi. Cái chỗ dừng xe thì tí nữa thầy sẽ nói sau. Nào, nó sẽ nói điều kiện nhá. Nào tiếp, có bạn nào ra được phương trình B chưa? Đúng rồi, phương trình B như thế, chúng ta thay từ phương trình B sẽ là gì? Bao nhiêu T đây? Sao lại 0,88 nào? Sao lại 0,88? Bao nhiêu T của thằng B, phương trình, viết phương trình của B ấy? 55T 50T trừ 60T bình, đúng không? 120 bình, 120 nhân T bình chia 2, 60T bình, cho đây 60T bình thì bằng 1,490. Các bạn cũng chuyển về sang như vậy thì được là 60T bình trừ 55T bằng 1,490. Các bạn bấm máy tính nào sẽ được TB bằng bao nhiêu nào? 0,88 và
TB bằng 0,0 mấy? 0,02. Cũng 0,02 á? Ờ thì các bạn phải lấy rõ ràng như thế chứ, nó chênh nhau một tí. Ở trên là 0,02 5 thì phải là 0,03 nhá. Ở dưới là 0,02 7 giờ, vậy thằng nào lớn hơn? Thằng B lớn hơn, vậy thì xe nào ra khỏi hầm trước? Xe B à, xe A chứ, xe A ra khỏi hầm trước vì xe A mất ít thời gian hơn. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ giải thích cho các bạn này. Giải thích cho các bạn là tại sao chúng ta không lấy thằng 0,8 mà lại lấy 0,025. Đồng ý không? Đồng ý không? Rồi, thế thì chúng ta sẽ phải dựa vào công thức số 2 để có cái điều kiện nhá. Công thức số 2 điều kiện đó là V bằng V0 cộng AT. Thì các bạn thấy nó sẽ bằng ở đây là V0, ví dụ thằng đầu tiên nó sẽ là 60 trừ đi 144 nhân T. Đúng không? Thì tương đương với, các bạn cho cái này bằng 0 đi. Vậy thì tương đương với T bằng bao nhiêu? Lấy 60 chia 144 nào. Lấy 0,41. Tức là sau 0,41 giây ấy, nó dừng lại rồi. Các bạn hiểu không? Nếu vẫn giữ nguyên gia tốc như thế thì sau 0,41 giây nó sẽ dừng lại, chứ không phải nó đi qua hầm nữa. Cả lớp hiểu đoạn này chưa? Đây là điều kiện, đây là thời gian để nó dừng lại. Và tương tự thằng kia cũng thế. Thằng kia sẽ là 55 V bằng 55 trừ 120 T. Thì bằng cho bằng 0 thì T bằng mấy? 0,mấy? 0,458. Thì nó sẽ mất khoảng 0,458 giây để nó làm sao? Để nó dừng lại. Đấy, lớp mình hiểu chưa? Nên là thường những cái bài các bạn chú ý, những cái bài mà nó có hai đáp án ở đây thì mình phải chú ý cái điều kiện, chứ không phải mình lấy tất. Nhớ chưa? Rồi, ok. Nào các bạn tiếp tục nhìn câu 7.8 nhá. Xong câu này chưa? Đấy, rồi tiếp câu 7.8 này. 4 xe ABCD nhận xét nào sau đây là đúng? Đấy. Có nhớ thầy dặn không? Đấy, độ dốc càng lớn thì gia tốc càng lớn, nhớ chưa? Độ dốc càng lớn thì sẽ gia tốc càng lớn. Nào. Đầu tiên các bạn thấy này. Xe C ở đây các bạn thấy vận tốc nó có thay đổi không? Vậy C chuyển động thẳng đều. Thằng D ở đây nó có đường thẳng không? Không, nó chỉ là tăng dần thôi. Đúng không? Thằng B ở đây có tăng dần không? Tăng dần. Tăng dần với gia tốc là AB. Thằng này có tăng dần không? Cũng tăng dần với gia tốc AA. Nhưng mà AA với AB thằng nào lớn hơn? AA lớn hơn AA. Tại sao lớn hơn AB? Nó dốc hơn. Hiểu chưa? Độ dốc hơn, có phải thằng A sẽ dốc hơn thằng B không? Có nhớ cái lý thuyết về độ dốc không? Đúng không? Đấy. Nào, chúng ta sẽ trả lời dựa trên các ý này. Đọc đồ thị đã hiểu chưa? Hả? Chưa hiểu á? Về xem lại bài giảng tuần trước nhá. Nhật Hoàng nhá, xe C chuyển động đều, đúng không? Các xe còn lại chuyển động thẳng biến đổi đều. Đúng hay sai? Sai, có thằng D nữa. Chỉ có xe C chuyển động đều. Chuyển động của xe A là biến đổi đều, hợp lý không? Chỉ có xe C là chuyển động đều, đúng rồi. Và chuyển động của xe A thì là biến đổi đều, đúng. Cả hai ý đều đúng. Đúng chưa? Nào đọc kỹ tiếp, xe A và xe B là chuyển động biến đổi đều. Xe D là chuyển động đều. À, cũng là xe C là chuyển động đều, đúng không? Cũng đúng. Nó bảo chọn câu sai à? Nhận định là sau đây là đúng à? Xe D chuyển động biến đổi đều, xe C là chuyển động đều. Xe D có đều đâu? Xe AB chuyển động đều. Xe AB chuyển động đều, xe C chuyển động. À, xe AB chuyển động biến đổi đều, xe D không đều. Xe D đúng bị khoảng. Thôi thì anh có bảo xe B đều đâu? B ở đây nó có chữ chỉ có, đúng không? À rồi, như vậy chúng ta chọn này.
Tức là ở đây nó phân biệt như này này, nó là chuyển động đều với cả chuyển động biến đổi đều, đúng không? Thì nó nói xe AB chuyển động biến đổi đều, còn xe C là chuyển động đều. Câu B nó cũng đúng, nhưng câu B nó lại có chữ chỉ có ở đầu. Tức là ý là chỉ có xe C chuyển động đều thôi. Và chuyển động của xe A là biến đổi đều, tức là chỉ có xe A biến đổi đều. Tức là cái chỉ có này là nó bao trùm cho cả hai dòng, là dòng C với cả dòng gì? C và dòng A. Mà trong khi đó thằng B có chuyển động giống thằng A không? Có. Như vậy là cái từ chỉ có này nó làm cho câu đấy sai. Sai ở cái từ chỉ có. Quên nhầm viết dòng này. Sai là vì ở có cái chữ chỉ có, chứ không phải là sai về cái ý nội dung của nó. Nội dung của nó đưa ra là đúng, chỉ có điều là thiếu. Lớp mình hiểu chưa? Ok. Nàng nghe thấy dặn dò nhá. Về ôn tập nhá, về ôn tập và tổng hợp công thức. Được chưa? Đầu giờ sau chắc là chúng ta sẽ có cái phần ôn tập và chữa tiếp, sau đó sẽ có một bài kiểm tra. Nhớ chưa? Sẽ có bài kiểm tra ngắn cho các bạn. Đồng ý không? Chú ý nhá, Lộc là thi xong đấy, lý rồi thì đấy tập trung ôn toán rồi nhá. Mà nhớ là bài về nhà đấy, Hoàng là phải nhớ xem lại nhá.